Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ năm 2017-2022. Đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Long diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Long lần thứ 23 và 24, là đại hội đoàn kết, xung kích, đổi mới và phát triển, góp sức trẻ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ đề của đại hội: phát huy truyền thống vẻ vang của đảng, tuổi trẻ xã Long đoàn kết thi đua học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phần thứ nhất, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Long khóa 23, nhiệm kỳ 2012-2017. Một lớn, những kết quả đạt được: một nhỏ, công tác tư tưởng 1.1, kết quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ mỹ hảo học tập và làm theo lời Bác, 100% chi đoàn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 10 buổi ở các chi đoàn về nghiên cứu 4 bài, 4 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, thu hút được 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 1.2, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn viên thanh niên học tập 6 bài lý luận chính trị, học tập quán triệt nghị quyết đại hội đảng, đại hội đoàn các cấp, tích cực tuyên truyền các ngày lễ lớn như ngày thành lập đảng 3 tháng 2, ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, tuyên truyền đại hội đảng các cấp và cuộc bầu cử khóa 14. Phối kết hợp với ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về luật nghĩa vụ quân sự, vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đăng ký dự bị động viên, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, tổ chức các buổi gặp mặt giao lưu văn nghệ, tặng quà thăm hỏi động viên 50 tân binh lên đường nhập ngũ cùng với các ngành, tặng 50 xuất quà trị giá 25 triệu đồng. Thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cảm hóa giúp đỡ thanh niên chậm tiến, tích cực tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ mỹ hảo, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên và nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, các hoạt động bảo vệ môi trường. Hàng năm, ban chấp hành đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn, trường học hoạt động sâu rộng phong trào dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với hình thức đăng ký giờ học tốt, ngày dạy tốt, các tiêu chí chấm điểm thi đua, góp phần tạo không khí thi đua học tập thực sự trong các trường học. Kết quả đã đạt 100% giờ học tốt, tuần học tốt, có nhiều đoàn viên giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tích cực tham gia xây dựng đảng và xây dựng chính quyền. Hàng năm chỉ đạo 100% chi đoàn tiến hành đại hội đúng nhiệm kỳ, bầu ra ban chấp hành mới, đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ đoàn, quy định khuyết điểm hạn chế, việc nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên đôi khi chưa được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời. Một số hoạt động của công tác đoàn giáo dục đoàn chưa được thực sự hấp dẫn và chưa lôi cuốn được đông đảo thiếu niên tham gia. Việc tham mưu và đề xuất cấp ủy về các hoạt động của đoàn, nhất là ở chi đoàn, đôi khi còn chưa kịp thời. Phần 2, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Một lớn, mục tiêu xây dựng lớp thanh niên xã Long có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong gương mẫu tuân thủ pháp luật, không ngừng
thanh niên, thiếu niên và nhi đồng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng toàn đảng, toàn dân trong thực việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và đặc biệt là nghị quyết đại hội toàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6 năm lần thứ 24 đã đề ra. Kính thưa đại hội, vừa qua tôi đã thông qua dự thảo báo cáo của Ban chấp hành đoàn xã khóa 3 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022. Xin chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành đạt. Phúc xin trân trọng cảm ơn. Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Đình Cảnh lên thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đoàn xã khóa 23. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu thân quý, kính thưa đại hội, được sự phân công của đoàn tiền đại hội, tôi xin thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đoàn xã Long khóa 23 nhiệm kỳ 2017-2017. Về ưu điểm, một nhỏ, xây dựng quy chế làm việc và công tác chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành đoàn xã. Ban chấp hành đoàn xã đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn, từng ủy viên Ban chấp hành phụ trách các nội dung hoạt động của Ban chấp hành, đảm bảo được duy trì đúng quy chế, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 60 cuộc họp Ban chấp hành đoàn xã, bàn và quyết định 5 nội dung lớn, trong đó tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, công tác đoàn kết, thu hút tập hợp đoàn thanh niên vào tổ chức, công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên tú cho đảng, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế sâu và bảo vệ tổ quốc, và phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, công tác phụ trách đội thanh thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Hai lớn, hạn chế và khuyết điểm. Công tác chỉ đạo của Ban chấp hành còn biểu hiện dàn trải, chưa tập trung cao sức lực và trí tuệ. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của các đối tượng thanh niên còn có lúc có lơi, chưa kịp thời và đầy đủ. Công tác tham mưu cho cấp ủy việc chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đoàn ở một số chi đoàn còn chậm. Vai trò tiên phong gương mẫu của một số cán bộ đoàn viên ở một số nơi còn chưa cao. Ban chấp hành đoàn xã khóa 23 trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc toàn diện của đảng ủy, Ban chấp hành huyện đoàn Mỹ Hào đối với hoạt động của Ban chấp hành đoàn xã trong 5 năm qua. Cảm ơn sự đoàn kết, ủng hộ, tham gia tích cực của tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong xã đối với hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã nhà. Ban chấp hành đoàn xã Long rất mong được đại hội và các vị đại biểu thẳng thắn, chân thành đóng góp ý kiến xây dựng để Ban chấp hành đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2022 rút ra kinh nghiệm và tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ tới. Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đoàn xã khóa 23 nhiệm kỳ 2012-2017 trình trước đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình đại hội, xin kính mời đồng chí Lương Văn Tuấn thay mặt cho đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo của đoàn cấp trên. Xin trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi lên thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến trình đại hội cấp trên. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành huyện đoàn và dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2017-2022. Từng các ý kiến đóng góp cụ thể. Một, về báo cáo của huyện đoàn, tiêu đề của báo cáo có 10 ý kiến cho rằng nên sửa như sau: phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng, tuổi trẻ huyện Mỹ Hào đoàn kết đi vô học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện và bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Nội dung cụ thể trong báo cáo 1.1 phần đánh giá có 12 ý kiến tham gia tập trung vào một số vấn đề sau: về bố cục báo cáo nên đưa phần kết quả công tác xây dựng tổ chức đoàn liên tiếp phần kết quả phong trào thanh niên xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Trong nội dung đánh giá tuyên truyền giáo dục nên đánh giá sâu hơn về kết quả các đợt sinh hoạt chính trị gắn với cuộc vận động tuổi trẻ Mỹ Hào học tập và làm theo lời Bác. Trong báo cáo cần đánh giá thêm kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mỹ Hào nhiệm kỳ 2012-2017. 1.2 phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 có 17 ý kiến tập trung đóng góp như sau:
trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành huyện đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào lớn của đoàn, đặc biệt phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cần tập trung vào phong trào hội nhập kinh tế quốc tế trong thanh niên và xung kích học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, giúp đoàn viên thanh niên không ngừng thi đua học tập, rèn luyện nhằm thích ứng nhanh với những biến đổi mạnh mẽ của thời đại. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị huyện đoàn cần mở các lớp đào tạo tin học cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc. Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành huyện đoàn và dự thảo báo cáo Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban chấp hành đoàn xã đánh giá cao và chân thành cảm ơn các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đoàn xã, đoàn viên, thanh thiếu niên của xã, các đồng chí bí thư đoàn xã qua các thời kỳ, các cấp, các ngành đã đóng góp những ý kiến có chất lượng, tâm huyết cho việc xây dựng báo cáo chính trị của đại hội đoàn các cấp. Xin trân trọng cảm ơn.